anh em nhá, chào mừng anh em quay trở lại với kênh Hoạt Họa Mi của em nhá. Mày lên cho bác em họa mi thuần nét đẹp luôn các bác nhá. Chim thuần khoảng tầm trăm trăm rồi các bác ạ. À, có anh em lắc lồng nhá các bác nhá. Đây các bác thấy không? Nó vẫn cứ hót bình thường các bác nhá. Hót cực kỳ là tốt luôn các bác, bộ to các bác nhá, dáng đẹp. Giọng rất là hay luôn. Chim vừa ra khỏi học các bác nhá. Lông lá vẫn còn bẩn này. Cực kỳ tố chất luôn các bác nhá. Rất là thuần các bác nhìn này. Con này có đặt vào lồng này các bác nhìn này. Ôm vào lồng cho vẫn hót chứ con này. Đây các bác nhìn này. Quá thuần này các bạn ạ. À, thuần nó còn chơi tốt đấy các bạn ạ. Đấy các bạn thấy không? Những con chim như này chơi rất là thích luôn các bạn nhá. Anh em cũng biết chơi gần như là cũng nuôi cũng hot các bạn nhá. Quá đẳng cấp các bạn. Con này dữ lắm các bạn, nhìn mặt nó này. Anh em nhìn mặt nó khiếp không anh em? Này phải nói là quá đẳng cấp rồi anh em nhé. Bộ to các bác nhá. À. Yes.
em lấy con này về chơi thì không phải nghĩ rồi các bạn. Em đảm bảo anh em luôn, về nhà anh em nó hot. Chim nó dễ chơi như này mà. Giọng cực hay luôn các bác nhá. Video 10 phút nha, em xin phép dừng video. Còn con này nó chơi thì nó thật sự quá này, dã man luôn, không bao giờ phải nhảy. Anh em xin phép dừng video nhá. Chào tất cả các bác nhá. Này các bác nhìn này, lại hot các bác nhá. Đấy, vẫn hot bình thường các bác nhá. Bye bye tất cả các bác nhá.